Chắc hẳn là anh chị cũng đang thấy là thị trường crypto đang khá là ảm đạm, bởi vì là hôm nay là ngày cuối tuần thì các trader họ sẽ nghỉ ngơi. Kèm với đó thì dòng tiền thì nó chưa có chảy vào thị trường crypto nhiều, cho nên là thị trường đang rất là ảm đạm. Vậy thì sẽ có những cái đồng coin nào nó sẽ tăng ngược sóng với Bitcoin trong thời gian tới? Thì hãy cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Hey, xin chào anh chị và các bạn, lại là Huy đây. Trong video ngày 23 tháng 4 này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình thị trường crypto dưới góc nhìn của một người phân tích kỹ thuật. Và video này sẽ có chủ đề đó là altcoin nào sẽ tăng ngược sóng với Bitcoin trong thời gian tới. Và hiện tại thì anh chị cũng đã thấy là phần lớn các altcoin nó đều di chuyển theo sóng của Bitcoin ha. Tức là Bitcoin nó tăng á, thì altcoin nó sẽ tăng. Và Bitcoin nó giảm thì altcoin nó cũng sẽ giảm mạnh theo. Tuy nhiên thì với một số dự án hiếm hoi ở trên thị trường nó cũng sẽ di chuyển ngược sóng với lại Bitcoin, mà trong video này mình sẽ chia sẻ với mọi người. Thì các bạn thấy là hiện tại thì hầu hết thì khi mà Bitcoin nó giảm trong 24 giờ gần đây nhất thì nó giảm 1,9%, thì hàng loạt các đồng altcoin top, mặc dù là coin top nhưng mà nó cũng đang di chuyển theo sóng của Bitcoin các bạn. Tuy nhiên thì cũng sẽ có những cái dự án mà nó được gọi là khá là hiếm, nó tăng ngược sóng với lại Bitcoin. Và lý do để các cái dự án này nó tăng ngược sóng bởi vì là dòng tiền nó đang chảy vào dự án và nó đang nằm tại dự án đó, hoặc là dự án đó nó có cái tin tức tốt để khiến cho dòng tiền nó chảy vào các bạn và thúc đẩy giá nó tăng trưởng. Ví dụ như là con IPA coin này đây. Các bạn thấy là con IPA coin thì trong 24 giờ gần nhất nó tăng đến tận là 17.3%. Ví dụ như dự án Appcoin này, thì Appcoin này là thành quả tích góp được sau một thời gian dài dành cho cộng đồng của MAYC và BAYC ha. Thì hai trong số những NFT collection phổ biến nhất ở trên hệ sinh thái của Ethereum ha các bạn. Thì Appcoin này nó sẽ đóng vai trò như là một giao thức phi tập trung do cộng đồng dẫn dắt, nhằm metaverse hóa các cái hoạt động ở trong thế giới thực hả các bạn. Và mục tiêu chính của dự án cũng như là mục tiêu chính của Appcoin đó là phát triển cái token là APE này này trở thành cái token được sử dụng để có thể là xây dựng nên một cái cộng đồng phi tập trung ở vị trí top đầu trong nền tảng của Web3 thời gian tới hả các bạn. Ok, và các bạn thấy là đây là một cái dự án cũng khá là mới, và về dữ liệu giá, biểu đồ kỹ thuật thì nó chưa có nhiều, nhưng mà các bạn thấy là về cái mức định giá của nó hiện tại đang là ở cái mức là 16 tỷ đô các bạn, hơn 16 tỷ, và cái vốn hóa hiện tại của nó là hơn 4.6 tỷ đô ha. Volume của nó cũng tương đối cao này các bạn, hơn 1.6 tỷ đô. Và các bạn thấy là hiện tại thì cũng sẽ có một số cái đồng coin nó, một số dự án nó đang nhận được cái dòng tiền từ cộng đồng cũng như là các nhà đầu tư đang chảy vào. Ví dụ như là Appcoin này là cái ví dụ đầu tiên. Cái dự án thứ hai đó là Step N, GMT mà mình đã có nhắc đi nhắc lại trong các video gần đây nhất rồi ha. Cái dự án Step N này, cái đồng GMT nó đang lead cái trend Mutual Earn để nó thu hút dòng tiền quay trở vào thị trường crypto này các bạn. Ok, và trước khi mà đi vào hai cái dự án này á, thì chúng ta sẽ xem qua tình hình các quỹ đầu tư trong thời gian qua đang như thế nào. Và video này được tài trợ bởi sàn KuCoin. KuCoin được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những sàn giao dịch crypto tốt nhất thế giới, và hiện tại là đang thuộc top 5 về lượng volume và độ uy tín ở trên thị trường crypto này ha các bạn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xem qua tình hình dòng tiền của các quỹ đầu tư chảy vào thị trường crypto hay là đang rút ra khỏi thị trường crypto ha. Thì chúng ta thấy rất là rõ đó là hiện tại thì trong tuần trước thì dòng tiền từ các quỹ đầu tư á, họ đang bắt đầu là họ rút ra các bạn, họ đang bắt đầu rút ra khỏi thị trường crypto này, và số tiền lên đến là hơn 100 triệu đô, cụ thể là 134 triệu đô các bạn. Ví dụ như trong cuối năm 2021 á, thì dòng tiền nó đang chảy vào rất là nhiều, nhưng mà trong khoảng thời gian là quý 1 cho đến hiện tại 2022 thì dòng tiền đã bắt đầu đang rút ra cũng tương đối lớn các bạn. Trong hai tuần trước thì cái dòng tiền của các quỹ đầu tư chảy vào cũng khá là lớn, là hơn 200 triệu đô. Nhưng mà trong tuần vừa rồi, tuần trước thì đến tận là 134 triệu đô đã bắt đầu là cash out ra khỏi thị trường crypto các bạn. Hầu hết thì họ bán ra đó là cái đồng Bitcoin và Ethereum, lên đến là họ bán ra đến tận là 131,8 triệu đô Bitcoin ha. Nó khiến cho giá của Bitcoin nó chịu một cái áp lực bán rất là mạnh, và nó kéo theo các cái đồng altcoin top khác, hoặc là những cái đồng altcoin mà có cái vốn hóa thấp nó cũng giảm mạnh theo Bitcoin rồi các bạn. Và Bitcoin hiện tại nó đang chi phối thị trường rất là nhiều, bởi vì là cái vốn hóa thị trường của nó trên thị trường á, thì nó đang chiếm thị phần khá là nhiều các bạn, khá là lớn, đến tận là hơn 40% cái vốn hóa thị trường crypto này. Và các bạn thấy rằng là Ethereum cũng như vậy,
Họ cũng đang bán ra là tầm 15.3 triệu đô đối với lại Ethereum, và hầu hết thì đến từ quỹ ProShares và ETC Group ha. Ok, và đó là cái tình hình mà dòng tiền của các quỹ đầu tư ở trên thị trường đang như thế nào trong những tuần gần đây nhất. Ok, và các bạn thấy là về cái dữ liệu mà on-chain, về cái số lượng Bitcoin dự trữ trên tất cả các sàn giao dịch á, thì hiện tại chúng ta đang thấy là cái đường màu tím này này, cái đường màu tím này nó đang dốc lên trong cái khoảng thời gian mà ở năm 2013 và 2018. Thì những lần trước á, thì giá của Bitcoin đó là đường màu trắng này, mỗi lần mà nó tạo một cái ATH thì giá nó sẽ giảm và cái lượng dự trữ trên sàn nó sẽ tăng tăng lên, tức là có một lượng Bitcoin được nạp lên sàn để xả hàng ra. Và năm 2017-2018 cũng như vậy, tức là khi mà giá Bitcoin nó đã chạm ATH rồi á, thì giá nó sẽ giảm xuống bởi vì là cái lượng dự trữ Bitcoin trên sàn nó tăng lên. Tức là các nhà đầu tư họ có xu hướng họ nạp Bitcoin lên sàn để họ bán ra ha các bạn. Nhưng mà trong giai đoạn này, các bạn thấy là cái giai đoạn này á, thì ATH gần đây nhất đó là ở tháng 12 năm 2021, thì ở mức giá là tầm 69.000. Thì hiện tại các bạn thấy là cái lượng dự trữ Bitcoin trên tất cả các sàn giao dịch nó đang giảm dần. Và điều này thì nó rất là khác so với lại những cái chu kỳ trước ha các bạn. Chu kỳ trước thì cái lượng dự trữ Bitcoin trên sàn nó đều tăng lên, hai chu kỳ trước nè, hai cái ATH cũ ha. Còn hiện tại thì đang là ATH mới. ATH mới này thì cái lượng dự trữ Bitcoin nó vẫn vẫn đang giảm, tức là có khả năng nó sẽ tạo một cái ATH mới trong thời gian sắp tới ha các bạn. Và mình thì mình vẫn đang rất là bullish về cái kịch bản là Bitcoin nó sẽ tăng giá trong những tháng tiếp theo, có thể là trong quý 2 này ha các bạn. Mình rất là kỳ vọng Bitcoin nó sẽ tăng tạo cái ATH mới trong quý 2 năm 2022 này. Và một cái điều bất thường đó là về cái chỉ số là Spend Output Profit Ratio của Long Term Holder, tức là những cái chi phí mà hold nhiều hơn 155 ngày. Trong giai đoạn này thì các bạn thấy rằng là họ bắt đầu họ bán ra khá là nhiều. Đây các bạn thấy là chỉ số này nó đang biến động rất là mạnh trong ngày 2 ngày hôm nay. Các bạn thấy là 2 ngày trước á, thì chỉ số này nó tăng đột biến lên mức là 2.49, tức là các nhà đầu tư Long Term Holder thì họ bắt đầu là họ bán ra ở cái mức là chốt lời. Nhưng mà trong ngày hôm qua thì chỉ số này nó giảm mạnh xuống cái mức là 0.77, tức là các long term holder họ đang bán ra cái mức cắt lỗ ha các bạn, tức là họ đang bán ra khá là nhiều đó các bạn. Và trong những lần gần đây nhất, trong những cái chu kỳ trước, các bạn thấy đây cái chu kỳ mà tháng 5 tháng 3 năm 2021 ấy, thì mỗi lần chỉ số này nó tăng đột biến lên cho thấy là các nhà đầu tư long term holder họ bán ra họ chốt lời các bạn, bởi vì là chỉ số này nó lớn hơn một, tức là đang các nhà đầu tư họ đang có lời nếu như mà họ bán ra. Còn chỉ số này nó nếu mà nó ở dưới cái mức 1, tức là ở dưới cái mức hòa vốn, thì họ đang bán ra ở cái mức cắt lỗ các bạn, giống như giống như cái trong giai đoạn này ha. Hiện tại thì các long term holder họ bán ra khá là nhiều, bởi vì là cái niềm tin của các long term holder thì họ bắt đầu là họ suy yếu cái niềm tin vào thị trường, cũng như là niềm tin rằng là Bitcoin nó sẽ tăng thôi các bạn. Và các bạn thấy rất là rõ đó là trong giai đoạn này thì chỉ số này nó giảm xuống rất là nhanh ở mức là 0.77 ha. Và trước đây này các bạn thấy là lần gần đây nhất đó là ngày 3 tháng 2 thì chỉ số này nó cũng giảm xuống dưới mức 1 là ở mức 0.88. Sau đó thì giá của Bitcoin tăng từ 37.000 này, nó tăng một nhịp lên đến tận là 44 45.000 luôn ha. Thì các bạn thấy là mỗi lần mà chỉ số long term order này nó ở dưới cái mức 1 á. Ở đây, đây cũng là một ví dụ này, ở ngày 28 tháng 9 2021, chỉ số này nó cũng dưới mức 1 là ở 0.98. Sau đó thì nó đẩy giá của Bitcoin từ 41.000 ha, nó đẩy lên tận 67.000, 67 69.000 luôn ha các bạn. ATH của nó là 69.000. Và các bạn thấy là hiện tại mình nghĩ rằng khả năng sắp tới Bitcoin nó vẫn sẽ còn một nhịp tăng rất là mạnh, và đó là cái view của mình. Và chúng ta cũng nên chuẩn bị hai kịch bản, như kịch bản xấu nhất của Bitcoin mình có làm ở trong video hôm qua. Thì kịch bản xấu nhất đó là Bitcoin nó có thể là nó sẽ giảm về vùng 30.000, bởi vì ở đây là một cái vùng được coi là cái vùng có một cái lực lực cầu rất là mạnh, tức là nhu cầu của các nhà đầu tư cũng như là các cái quỹ đầu tư á, họ tập trung ở phía dưới vùng 30.000 này rất là đông thôi các bạn. Và cái vùng 30.000 này á, thì nó đã được đảm bảo bằng một cái setup rất là mạnh, đó là setup bullish Fiki ở giai đoạn là tầm tháng 7 năm 2021. Và các bạn thấy là hiện tại thì nó đang dao động ở trong một cái biên độ như thế này, là nó tăng lên cái cạnh trên thì nó giảm xuống, chạm cạnh dưới nó bật lên ha các bạn. Hiện tại thì chúng ta sẽ cần quan sát những cái setup rõ ràng hơn trên khung tuần thì chúng ta mới quyết định đầu tư nó sẽ tốt hơn, tốt nhất.
Và các bạn thấy là những cái đợt mà nó tăng mạnh hoặc là nó giảm mạnh đó, nó đều cho chúng ta những cái dấu hiệu về phân tích kỹ thuật. Ví dụ như ở đây có hai setup là bearish engulfing, hai setup là nhấn chìm giảm, thì nó sau đó thì nó giảm giá của Bitcoin rất là mạnh. Còn nếu như muốn tăng lên á, thì nó tạo một cái setup bullish fake này. Đây là cụm setup mang chiều hướng là phá vỡ giảm giá giả, sau đó thì nó tăng giá lên rất là mạnh thôi các bạn. Hiện tại thì mình thấy là ở đây nó chưa có setup tăng giá nào, giống như là cái video hôm qua mình có phân tích. Và áp lực bán á, thì nó đang suy yếu này các bạn. Thì các bạn thấy là volume giao dịch thì nó đang ở dưới cái mức trung bình, cho nên là hiện tại áp lực bán nó vẫn có nhưng mà nó đang suy yếu dần, và áp lực mua nhu cầu thì nó vẫn chưa có lớn ha các bạn, cho nên nó chưa có thể đẩy giá của Bitcoin lên được. Và cái nhu cầu đó nó thể hiện ở những cái setup tăng giá. Hiện tại thì mình vẫn chưa thấy setup tăng giá nào, và hiện tại thì mình vẫn chưa thấy setup tăng giá nào, cho nên chúng ta vẫn dự phòng một cái kịch bản xấu, đó là nó retest về tiếp cái khu vực là tầm 34 cho đến 37 ngàn ha các bạn. Thì đó là cái vùng mà rất là cứng ở trên khung thời gian ngày, đó là cái vùng màu xanh này các bạn, 34 cho đến 37 ngàn. Thì các bạn thấy là ở đây thì nó hợp lưu với cái cạnh dưới của cái kênh xuống tăng này, cái đường màu đỏ này ha, nó được kẻ từ hai cái đáy gần đây nhất. Và các bạn thấy là hiện tại thì nó đang di chuyển trong cái kênh xuống tăng này, và nó có một cái xu hướng tăng rất là rõ, thì qua đỉnh và đáy nó đang cao dần, và nó vừa phá được cái vùng lý thuyết đao giảm này trên khung thời gian ngày, cho nên hiện tại thì mình vẫn view là khả năng mà nó tăng á, nó sẽ cao hơn so với việc là nó giảm ha các bạn. Nếu như mà trong thời gian tới nó thả một cái râu về đúng cái cạnh dưới cũng như là cái vùng màu xanh này, thì lúc đó chính là cơ hội để chúng ta có thể là vào thêm các cái vị thế đối với Oncoin ha. Ok, và trên khung thời gian ngày thì mình vẫn view là khả năng nó tăng lên cạnh trên sẽ khá là cao. Và các bạn thấy là volume bán trong ngày hôm qua thì nó đã giảm rất là mạnh, nó giảm ở dưới cái mức trung bình luôn ha các bạn. Và một cái tín hiệu tích cực ở trên khung thời gian 4 giờ mà mình đang thấy, đó là cái mô hình vai đầu vai đảo ngược, nó đang được thiết lập với vai trái ha, vai trái ở đây, và có khả năng đây là cái đầu và đây là vai phải. Nếu như mà giá Bitcoin nó tăng lên tại đây và nó phá luôn cái vùng màu đỏ này, tức là nó kích hoạt cái mô hình là vai đầu vai ngược này, và nó sẽ tăng giá của Bitcoin ha các bạn. Bởi vì đây là mô hình mà mang chiều hướng là tăng giá. Và các bạn thấy ở đây volume giao dịch thì nó đang thỏa mãn, tức là volume giao dịch thì nó đang giảm từ vai trái đến vai phải. Thì các bạn thấy là hiện tại mô hình này nó đang cho chúng ta thấy được á, là cái áp lực bán nó đang suy yếu, và hiện tại khả năng mà nó tăng lên nó sẽ rất là cao. Và chúng ta cũng còn một cái vùng mà hỗ trợ rất là cứng ở đây, đó là vùng 37 cho đến 38 ngàn. Ở đây thì nó, các bạn thấy là nó cũng hợp lưu với lại cái đường trend line màu đỏ phía ở dưới này ha. Nếu như Bitcoin nó mà nó giảm sâu á, chúng ta có thể là chờ nó retest lại cái vùng màu xanh cũng như là cái đường trendline màu đỏ, chúng ta có thể là mua lên ha, đối với các cái vị thế mà spot hoặc là các cái vị thế trading. Thì các bạn thấy là hiện tại thì sóng nó đang chạy như thế này, cho đây hiện tại thì vùng đáy dẫn đến đỉnh cao nhất trong một xuống tăng đang chính là vùng mà 37 cho đến 38 ngàn, nó vẫn chưa phá vỡ. Chúng ta mà cần chờ khi mà khung thời gian nhỏ hơn là khung thời gian 1 giờ nó phá được cái vùng mà đao trong một xuống giảm, thì chúng ta sẽ quay trở lại xuống tăng đồng thuận trên khung 1 giờ, khung ngày và khung 4 giờ các bạn. Lúc đó thì thị trường nó sẽ bắt đầu nó tăng từ từ lên ha. Và về cái thị phần của stablecoin USDT thì mình cũng đã có phân tích, thì mình vẫn view là khả năng nó sẽ sideways trên đây tầm 2 đến 3 tuần để nó tạo một setup bearish engulfing rõ ràng hơn, thì lúc đó chúng ta mua vào thì nó sẽ rất là an toàn. Và các bạn thấy là hiện tại thì những cái đợt sóng trước á, đợt sóng tăng trưởng trước thì nó đều hình thành những setup giảm giá như là bearish engulfing. Ở đây là một cụm này, ở đây cũng là một cụm này, sau đó thì nó mở ra một cái đợt sóng giảm của thị phần stablecoin. Lúc đó thì các nhà đầu tư họ có xu hướng là họ dùng stablecoin để họ mua các cái đồng crypto, cho nên lúc đó thì thị phần stablecoin nó giảm ha, nó cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực đối với cả thị trường. Còn hiện tại thì các bạn thấy là hiện tại nó vẫn chưa có những cái setup như vậy, nó vẫn chưa có setup là bearish engulfing hay là bearish fake ở trên khung tuần là khung lớn, cho nên chúng ta vẫn cần kiên nhẫn hơn các bạn. Và trên khung thời gian ngày á, thì mình vẫn đang thấy là thị phần stablecoin này nó vẫn sẽ còn một cái nhịp nó quay lên, nó retest cái vùng màu đỏ này, cũng như là có thể là nó sẽ quay lên, nó retest cái đường trendline. Nhưng mà hiện tại nếu muốn retest trendline á, thì thị trường nó sẽ điều chỉnh khá là sâu, bởi vì là các bạn thấy là trendline hiện tại nó đang ở dốc lên phía trên này luôn ha các bạn, tầm vùng 5.1%, sẽ rất là khó nếu như thị phần stablecoin nó tăng mạnh lên, lúc đó thì cả thị trường cũng như là Bitcoin nó sẽ giảm khá là sâu luôn ha các bạn. Cho nên chúng ta cần view, mình là hiện tại thì mình vẫn view là nó chỉ retest lại cái vùng kháng cự mà trước đó nó đã chạm hai lần ở đây này, nhưng mà nó không có vượt qua được, thì hiện tại nó có thể là nó sẽ quay lên, nó retest ở đây và nó giảm mạnh xuống quanh cái vùng màu xanh này. Lúc đó chúng ta sẽ quan sát, chúng ta chốt lời, rút kinh nghiệm ở những cái lần trước ha các bạn. Giống như cái lần này này, thì các bạn thấy là cái lần này thì chúng ta đã bị hụt một cái đợt chốt lời của các cái đồng altcoin, mà hiện tại chúng ta sẽ cần quan sát rất là kỹ ha các bạn. Hiện tại thì chúng ta thấy rằng là có một số cái áp lực mà giảm thị phần của stablecoin rồi ha, cho nên chúng ta cần quan sát thêm, nhưng mà nó chưa có rõ ràng.
Và thị phần của Ethereum thì các bạn thấy là thị phần Ethereum trong giai đoạn này nó đang tiếp cận lại cái vùng lý thuyết đao tăng trên khung thời gian ngày, và đó là vùng 19.54% các bạn. Hiện tại thì ở đây chúng ta thấy là vẫn chưa có setup tăng, cho đây là thị phần Ethereum trong lúc này thì nó vẫn sẽ có khả năng nó tăng, nhưng mà chưa có setup lên, nó được sẽ được đảm bảo bằng những cái setup tăng giá. Lúc đó chúng ta sẽ view là thị trường lúc đó sẽ tập trung vào Ethereum nhiều hơn, và Ethereum nó đại diện cho những cái đồng altcoin nữa ha các bạn, cho nên chúng ta cần lưu ý. Và giá của Ethereum trên khung ngày á, hiện tại thì nó đang được đảm bảo bằng setup bullish Fibonacci trên cái vùng Fibonacci cũng như là đường trendline giảm mà trước đó của mô hình tam giác tích lũy ở đây ha. Và xu hướng của Ethereum trên khung ngày đã chuyển sang xu hướng tăng rồi các bạn nha. Cho nên là chúng ta có thể là chúng ta chờ mua ở những cái vị thế đó là vùng Fibonacci này, hoặc là cái vùng màu xanh phía dưới là quanh cái vùng 2.500 đô các bạn, 2.500 đô cho đến vùng vùng mua đó là vùng mua sâu nhất ha, còn vùng mua hiện tại vẫn ok ha, vẫn ok. Ok, và tiếp theo thì hai cái đồng altcoin, hai dự án cho đến ba dự án mà mình thấy rằng là có thể là nó sẽ tăng ngược sóng với lại Bitcoin. Nếu thời gian tới Bitcoin nó giảm nhưng mà cái dự án này có thể là nó sẽ tăng ngược ha. Bởi vì là dòng tiền nó bắt đầu nó tập trung vào những cái trend như thế này. Đầu tiên là sẽ đồng dự án Step N, cái đồng GMT. Thì các bạn đã là GMT sau cái đợt mà mình phân tích á, thì nó đã có một cái nhịp điều chỉnh bởi vì là nó có cái sự phân kỳ giảm giá. Và nó điều chỉnh này thì nó chưa có retest lại cái vùng là Fibonacci ở đây ha, vùng 2.5 cho đến 2.8%, 2.8 đô này. Và các bạn thấy là hiện tại thì giá nó bắt đầu nó tăng trở lại rồi. Cho đây là nếu như mà giá nó tạo một cái ATH mới, tức là cái đỉnh sau nó cao đỉnh trước, thì cái vùng này chính là cái vùng mà đáy giờ đang đỉnh cao nhất trong một xuống tăng ha. Cho nên là hiện tại chúng ta cần quan sát những cái đồng coin như thế này chúng ta có thể trade được ha. Còn hold thì mình vẫn không khuyến khích bởi vì là mình không có hold những cái dự án như thế này. Nó mới ra, mặc dù nó mới ra nhưng mà định giá của nó rất là cao. Nghe theo như mình suy nghĩ, mình phân tích thì mình thấy là dự án này đang có cái mức định giá khá là cao. Trong cái khi mà cái việc mà nó chứng minh cái doanh thu của nó thì nó vẫn chưa có được rõ ràng ha các bạn. Ok, và tiếp theo sẽ là dự án Appcoin, cái đồng APE này ha. Thì các bạn thấy là cái đồng APE này nó cũng đang có một xu hướng tăng trên khung thời gian 4 giờ. Và trong thời gian tới nếu như mà nó tạo một cái ATH mới nhưng mà volume giao dịch nó lại giảm dần, và cái RSI nó tạo thì nó tạo những cái đỉnh sau nó thấp dần á, thì chúng ta thấy là nó có cái sự phân kỳ giảm giá, lúc đó sẽ rất là nguy hiểm ha. Còn hiện tại thì nó đang chạy sóng tăng như thế này, và sau khi nó retest lại đúng cái vùng Fibonacci ở đây nè thì nó tạo setup để nó tăng lên. Đây là cái setup đó là bullish bin ba ở đây các bạn, cái nến búa tăng này, sau đó nó được nhấn chìm lên, sau đó thì nó tăng lên rất là mạnh. Thì hiện tại thì với APE coin này thì mình hiện tại thì chúng ta nên cần quan sát ha, khi mà nó phá vào được nó quay về nó retest, lúc đó chúng ta có thể là chúng ta trade mua lên. Thì đó là cái dự án Appcoin, có thể là nó sẽ có một cái xu hướng tăng ngược sóng với lại Bitcoin ha. Hiện tại thì Bitcoin nó giảm nhưng mà Appcoin này các bạn thấy là nó đang tăng lên những cái đến 4 giờ trước ha các bạn. Và tiếp theo sẽ là dự án Monero. Thì đây là các bạn thấy là trên khung thời gian tuần thì dự án XMR này nó đang chạy những cái đợt sóng mà nó tăng rất là dốc ha các bạn. Và cái vùng lý thuyết đao ở đây là vùng 135 đô á, thì nó đã đảm bảo và hỗ trợ rất là tốt cho cái đồng XMR trong thời gian vừa rồi. Và nó được đảm bảo một cái cụm nến là bullish engulfing này. Ở đây có cụm nến bullish engulfing ha, nó đẩy giá của XMR nó tăng lên từ 135 cho đến tăng lên là 272 thì cũng sẽ tăng rất là nhiều các bạn. Cho nên chúng ta cần lưu ý cái dự án XMR này trong thời gian tới ha. Và trên khung thời gian ngày á, thì mình thấy rằng là cái xu hướng giảm của cái đồng XMR này nó đã bị phá bởi vì là sóng nó đang chạy như thế này này. Đó. Các bạn thấy là cái vùng màu xanh này, cái vùng đao giảm khung thời gian D1 á, khung ngày á, nó đã phá qua rồi. Và chúng ta chờ một cái nhịp backtest về quanh cái vùng này hoặc là cái vùng sâu hơn là vùng phía dưới này ha, chúng ta có thể mua lên được. Đó là vùng mà 210 cho đến 220 đô ha các bạn. Ok, và hiện tại thì các bạn thấy là nếu có vùng mua sâu nhất ha, đó là vùng mà 160 cho đến 175 đô ha các bạn. Đó là cái đồng XMR. Tiếp theo sẽ là những cái đồng altcoin theo cầu của anh chị và các bạn. Và trước khi đi đến thì mình cũng có một cái channel có share những cái signal về spot ha. Như hôm qua thì mình có share là cái con AVAX này, Avalanche ha. Thì dự án Avalanche này thì nó cũng đang có một cái xuống tăng rất là mạnh trên khung thời gian tuần và khung thời gian ngày ha các bạn. Đồng hành cùng Merger ATM trong video này là Coin98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Bạn có thể lưu trữ crypto và NFT trên 50 blockchain, giao dịch crypto trực tiếp trên app và tích lũy điểm thưởng ít cùng nhiều tiện ích khác tại Coin98 App ngay hôm nay. Và trong channel này thì mình vừa trước đó mình có share một cái kèo là cái dự án kèo low cap là cái đồng ZRX này.
thì nó cũng đã tăng là tầm 80% các bạn, 80%. Thì các bạn thấy là hiện tại thì dự án này nó vừa có những cái tin tức tốt cho nên nó tăng từ vùng 0.5 đô mà 0.6 đô này, nó tăng lên đến là hơn 1 đô luôn ha các bạn. Thì hiện tại đang có lời cho nên là những anh chị mà có follow á, thì chúng ta nên chốt cái phần gốc ra, còn phần lãi chúng ta hold thì nó sẽ rất là an toàn cho cái tâm lý. Còn hiện tại thì mình thấy rằng cái dự án AVAX nó cũng đang có một cái biểu đồ kỹ thuật khá là tốt trên công tuần ha. Nó đang chạy những cái, nó đang tích lũy trong cái nền tăng giá như thế này ha. Và nếu chúng ta muốn trade hoặc là hold thì chúng ta vẫn hold được ở vùng giá hiện tại là các bạn, entry này 70 đến 75, stop loss khi mà chúng ta thủng, khi thấy thủng cái vùng 45 đô, còn TP là quanh cái vùng là 130 cho đến 240 đô ha. Ok, và tiếp theo sẽ là những cái dự án theo yêu cầu của anh chị, đó là đầu tiên sẽ là CLO này. Thì các bạn thấy là CLO ở trên khung thời gian ngày á, nó phá được cái vùng màu đỏ này rồi, là vùng mà lý thuyết đao giảm trong một cái xu hướng giảm lớn. Và các bạn thấy là cái mô hình là nêm giảm giá này nó cũng phá qua này, nó quay về, nó bắt test lại, nó tăng tiếp rất là mạnh. Và hiện tại thì các bạn thấy rằng là xu hướng chính vẫn đang là xu hướng tăng, nó đang chạy sóng như thế này, tăng này đó. Các bạn thấy là hiện tại thì nó đang retest lại các cái mốc Fibonacci, nhưng mà mình thấy là nó đang khá là yếu, bởi vì là xu hướng không tuần thì nó vẫn chưa có chạy sang cái xu hướng tăng mạnh, bởi vì là không tuần á nó đang tích lũy như thế này các bạn. Nó đang chạm cạnh trên này, nó giảm xuống, chạm cạnh trên nó giảm xuống, chạm cạnh dưới nó bật lên. Và các bạn thấy là hiện tại trên không tuần thì mình chưa thấy cái setup nào tăng giá, ví dụ như là bullish engulfing hay là bullish fake thì nó vẫn chưa có ha, cho nên là khả năng nó tiếp tục nó giảm về vùng là 2 cho đến 2.2 đô ở đây á, thì chúng ta có thể là chúng ta canh, chúng ta mua được ha. CLO thì một cái dự án mà mình thấy là trong tương lai thì vẫn sẽ rất là tốt để chúng ta hold dài hạn ha các bạn. Ok, và cuối cùng sẽ đồng VET, đồng VChain. Thì các bạn thấy là VChain trên công tuần á, nó đang chạy cái nhịp sóng mà rất là dốc luôn ha các bạn, nó tăng rất là dốc. Và hiện tại thì mình đo Fibonacci thì cái vùng Fibon 0.5 vừa rồi nó đỡ cho cái đồng VET này rất là nhiều nè. Ở đây thì nó có cái này là bullish bin 3, sau đó nó đẩy giá của VET lên. Hiện tại thì có thể là nó sẽ quay về cái vùng màu xanh, nó retest lần nữa. Sau đó thì chúng ta có thể là canh setup để chúng ta mua lên được ha. Và vùng mua sâu nhất là vùng 0.008 này, nhưng mà ở khu vực này thì rất là khó để nó quay về ha các bạn. Nếu như thị trường nó đâm mạnh á, thì có thể là nó sẽ về, nhưng mà hiện tại thì mình thấy rất là khó ha, rất là khó. Ok, và tóm lại thì trong video này thì mình cũng đã có share ba dự án mà có thể là nó sẽ tăng ngược sóng với lại Bitcoin, đó là Upcoin này, GMT, StepN á, và dự án là Monero, anh chị có thể là follow ha. Và mọi cái phân tích của mình chỉ mang yếu tố là thông tin tham khảo và chia sẻ quan điểm cá nhân của mình, quyết định đầu tư là nằm trong tay của anh chị và các bạn. Video này không được xem là lời khuyên đầu tư tài chính ha. Và nếu anh chị chưa có tài khoản ở sàn Binance, FTX hoặc là Bybit thì anh chị có thể là đăng ký tài khoản theo đường link mình để dưới phần mô tả và bình luận của video hôm nay ha. Và đó là những cái sàn giao dịch mà mình thấy là có uy tín nhất ở trên thị trường crypto. Và ngoài ra sẽ có thêm sàn là KuCoin nữa ha, bởi vì là video này được tài trợ bởi sàn KuCoin. Và anh chị có thể là đăng ký và ủng hộ cho đội ngũ của team mình bằng cách là đăng ký tài khoản ha. Và video này của mình đến đây là kết thúc. Và nếu anh chị và các bạn thấy thích video này thì hãy dành 5 giây để nhấn like video này ủng hộ cho Ken ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.